Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành theo nghi thức cấp nhà nước, ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần ngày 22 tháng 8 do bệnh nặng, sau thời gian lâm bệnh. Mặc dù đã được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, tức ngày 7 tháng 7 năm Quý Mão tại nhà riêng hưởng thọ 61 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, công hiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ thứ năm ngày 24 tháng 8 năm 2023, tức ngày 9 tháng 7 năm Quý Mão đến 7 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023, tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão lễ truy điệu vào hồi 7 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023, sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023 tại nghĩa trang quy nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Linh cữu Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành được quan tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng số 18, Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.